Hello, em chào các bác nhé. Hôm nay em chào bán các bác hai bộ Sennheiser SKM 5002. Ở đây là có một bộ đơn và một bộ đôi các bác nhé. Bộ đơn là SKM 5002 củ Newman KK 105. Bộ này thì được mạ vàng các bác nhé. Bộ này bên em đang bán với giá là 45 triệu. Đây còn một bộ đôi hai tay nha các bác nhé. Bộ đôi hai tay sử dụng củ 5005. Bộ này thì em bán với giá là 55 triệu. Bảo hành cho anh em là trong thời gian 1 năm nhé các bác nhé. Hàng cũ nhưng bên em vẫn bảo hành cho anh em trong thời gian 1 năm. Còn nếu anh em không cần bảo hành trong thời gian dài ấy, thì bên em bao test 1 tháng nhé. Bao test 1 tháng thì tay gôn này sẽ là 40 triệu. Và bộ đôi này sẽ là 50 triệu các bác nhé. Bao test trong thời gian 1 tháng. Các bác mua hàng liên hệ 0962 229 26. Em nguyên địa chỉ tại Nam Sách, Hải Dương. Xin thân ái, tạm biệt và hẹn gặp lại.